ở đồ dữ. Cái này là Phương với anh Thành à? Anh em một bỏ chứa mỗi năm đi vịt. Chứa dài quá. Ừ. Chứa dài quá.
đi bắn bắn lăng giá đi cho nó nhanh. Dạ vâng, 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 thì nó cháy rồi, gặp động đây tới đó cũng tắt. Lên nữa. Đó. Rồi. Trái tới đó là nó cũng dừng lại bớt luôn. Nằm lại bên trong à, cho bên trong nó tắt đi để nó cháy vào trong không? Bên đó là cái bờ sông mà. Hả? Bên đó cái bờ sông mà. Nó bị nước mà. Vậy nó công mình nó. Cháy hết, chỗ đó là nó hết cháy rồi. Nó len 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 qua bển đó. Đó là nước của nó mà. Nó đâu có chui vô đó được. Nó móc cái tàn qua bên bển, không có cháy luôn, nó bị về bển. Sát bên đây thịt nó tắt luôn rồi. Còn bên ngoài mé, bên ngoài đây chạy cha nữa. Dây điện, dây đồ gì không ta? Không, không có đầm lầy không mà. Đây đầm lầy bên đó, cứ này cứ cứ dễ thả. Bên đó vùng nước là nước không cháy hết được rồi. Rồi nó cháy sâu trong nữa, nó lan lan lan. Cho thịt tắt luôn. Ôi, để làm mát đó chứ, lăn giá hết nước á. Ôi, làm mát hết lại đây đi. Đó, cái trái chúng cái bơm nổ có đùng. Chút ống à, chút ống rồi Hùng, chút ống à, chút giờ nó đâu có mạnh được nữa. Cảm ơn.
lắm, mày bắn cho nó giáo tắt luôn mình về. Cái này nó tự tắt à? Cái gì đó. Anh thì tắt lại bên trong tí nữa kìa, cho bên trong tắt luôn rồi đi. Để cho nó bớt tối rồi mình làm cái đó. Khỏi ngấp khỏi. Đó, cho tụi nó phun dần đi cho quen rồi. Hay rồi. Đang ăn hải kìa. Cho hải ướt luôn đi. Trời đất ơi. À.
Ừ. Chú mày nó xuống không ơi. Khói thì chắc chắn cũng phải còn rồi, sao hết rồi. Thôi bỏ đi. Ủa hai con giò thu hả? Thu rồi. Đây vậy? Cuốn rồi luôn hả gì vậy?